Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay là phiên bán hàng ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Hôm nay Vườn Lan Hà Nội có về rất là nhiều các mặt hàng đẹp các bác nhé. Hôm nay nhà em có về các loại thanh ngọc này, các dòng địa lan thanh ngọc, hoàng kim bảo, đại mạc cổ lá biên, ô tử thúy và rất là nhiều các mặt hàng khác các bác nhé. Ngoài ra thì có cây quý phi thanh ngọc, hoa bền lắm các bác ơi. Cây này hoa bền đỉnh luôn, 2-3 tháng các bác ạ. Và đặc biệt thì ngày hôm nay nhà em có về một cái lô đen rỗ Úc Hibiki cực kỳ đẹp các bác nhá. Hoa rất là thơm. Cái này thì hoa thơm lắm và rất là nhiều nụ các bạn. Nụ chít 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 các bác chơi thoải mái vô tư nhá. Đấy, cái dòng này được một cái là hoa của nó rất là thơm và nụ rất là nhiều. Mọi năm thì em cũng có chia sẻ cây này rất là nhiều và được các bác ủng hộ cũng tương đối nhiều. Và cây này thì mọi năm thì em về thì chậu nó nhỏ lắm. Nó chỉ bằng gọi là chỉ được chưa được một nửa, chỉ được bằng 1/3 cái chậu của cái ngày hôm nay thôi các bạn. Hôm nay thì cây rất là đẹp, rất là to, bản lá mít và rất là nhiều nụ các bác nhé. Các bác theo dõi đặt hàng gọi điện cho em theo số điện thoại là 0932292299 hoặc số điện thoại là 0988553232. Cả hai số điện thoại trên nhà em đều có Zalo các bác nhé. Các bác có thể nhắn tin hoặc là gọi điện cũng được. Đây rất là đẹp các bác ơi. Một chậu đen rỗ Úc Hibiki nhà em thì rất là nhiều thân, cũng chả biết là bao nhiêu thân nữa bởi vì nó nhiều quá không đếm được. Hàng này là hàng lá mít các bác nhá. Các bác có thể thấy này, chơi lá cũng đẹp mà chơi hoa cũng đẹp. Một chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250 các bác nhá, 250 một chậu. Bao đẹp đến nhà. Rất là đẹp, rất là ưng. Nói chung là các bác nào mua trước thì em sẽ chọn lựa những cái chậu đẹp gửi đến các bác. Cái hàng này của em là hàng size to nhất, đẹp nhất. Một thùng của nó thì cũng chỉ có được có chục chậu thôi. Đấy, cái hàng này nó lại kiểu chậu to nên là nó không để được nhiều. Đây các bác có thể thấy này, em đặt lên cái ghế này. Các bác có thể tưởng tượng được là nó rất là to nhá. Nó trùm hết cả cái ghế luôn. Đấy, nó trùm hết luôn cái ghế nhá. Đấy, cây rất là to và hoa loại này thì thơm, màu hồng các bác ạ. Hoa màu hồng rất là xinh và rất là ok. 250.000 cho một chậu các bác nhá. Đẹp lắm, chậu nào cũng đẹp. Nó chủ yếu là lụ thôi. Tiếp đến thì em sẽ có những cái chậu địa lan. Trước tiên thì em mời các bác ngắm những cái mặt hoa. Đầu tiên là cái hoa của cây quý phi thanh ngọc các bác nhá. Quý phi thanh ngọc thì các bác có thể là ghép trồng lên nhau làm những cái tác phẩm hoặc là mình có thể trồng đơn lẻ cũng được các bác nhá. Cây này thì hoa rất là bền, hoa của nó bền khoảng tầm 2-3 tháng. Nói chung là các bác chơi thoải mái đến Tết các bác nhá, ngoài Tết luôn. Trông thế thôi mà cực kỳ bền. Cây này em bán năm nào bán cũng rất là nhiều. Màu này rất là sang các bạn. Ngày hôm nay thì lâu rồi em không lên video nên hôm nay em cũng để giá rất là rẻ để chia sẻ đến các bác nhá. Thì chậu đầu tiên đây là chậu số A1. A1 thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 cho một chậu. Rất là nhiều thân, nhiều hoa và rất là đẹp như thế này. 250.000 các bác nhá, A1. Chậu tiếp theo là chậu A2. Chậu A2 em cũng chia sẻ với giá là 250.000. Các bác có thể về trưng bày ở phòng khách hoặc là mình có thể mang đi biếu tặng đều rất là đẹp các bác nhá. Cây này thì hoa của nó có màu xanh rất là xinh. Đây mời các bác ngắm bông hoa. Đây ạ, đấy. Màu của nó là một cái màu xanh cốm các bác nhá. Màu xanh cốm và rất là lạ mắt, rất là đặc biệt. Và hoa nó thơm lắm, cánh nó dày. Dòng này cánh nó dày, cánh sáp dày nên là hoa nó rất là thơm. Mã số A2 này cũng với giá là 250 các bác nhá. Lên một chậu tiếp theo là một chậu A3. Chậu A3 này nhà em cũng chia sẻ với giá là 250.000 nhá cả nhà ơi. Đây ạ, đấy, các bác có thể thấy này. Cây rất là ok các bác nhá, 250.000. Các bác nào thích làm một chậu tác phẩm thì các bác có thể ví dụ lấy hai chậu như thế này hoặc ba chậu như thế này. Các bác gom làm một tác phẩm thì phải nói là đẹp tuyệt vời các bác nhá. Mình có thể xếp tầng hoặc là mình có thể dùng những cái thanh sắt mình uốn cũng được. Lên một mã tiếp theo là mã A4. A4 em chia sẻ với giá là 200.000 các bác nhé. A4 với giá là 200.000. Đây, thích thẳng lên thì mình có thể dùng que thép lên cũng được. Rất là ok, rất là đẹp các bác nhé. Và cuối cùng là A5 với giá là 220.000 các bác nhé. Chậu A5 này rất là to luôn này. Đấy, A5 220.000. Hoa bền lắm các bác ạ. Thực sự luôn là cái độ bền của nó, chắc là các bác cũng không thể ngờ được là hoa nó bền như vậy đâu ạ. Rất là bền và rất là đẹp. Tiếp đến thì em mời các bác ngắm những cái cây hoàng hậu hoa xanh. Hoàng hậu hoa xanh thì đây em mời các bác ngắm cái mặt hoa. Mặt hoa của cây hoàng hậu xanh đây cả nhà ơi. Đây ạ. Hoàng hậu xanh thì hoa của nó ngồng rất là dài. Ngồng cây khi mà các bác trồng ý, cây
đạt thì nó sẽ dài được tầm hơn 1 mét một ngồng cơ, cực kỳ dài, và mỗi một ngồng sẽ có rất là nhiều bông hoa các bác nhé. Đây là một dòng vũ lữ, hoa bền cực kỳ, nếu mà để mà nói thì nó chỉ sau hồ điệp thôi các bạn, nó chỉ bền sau hồ điệp thôi, hoa nó phải bền được vài tháng luôn, đấy vài 3-4 tháng. Rất là đẹp các bác nhé, và rất là dễ trồng. Ngày xưa hoàng hậu xanh đất cực kỳ luôn. Đây, hôm nay chia sẻ với những cái cây trưởng thành và đang có nụ các bác nhé. Đây, chậu đầu tiên. Cây nhà em là size to các bác nhé, size to, chậu to đấy ạ. Mã số đầu tiên là mã số A6, với giá là 280.000, chậu này đang có một ngồng rất là đẹp này các bác ơi. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, 280.000 cho mã số A6 các bác nhé. Hoàng hậu hoa xanh, vũ lữ này là hoa là bền lắm. À, tiếp đến mã số A7, 260.000. Đây các bác ơi, đấy hoa Tết nha các bác nha, hoa Tết đấy. Ngồng dài lắm, nó phải dài tầm hơn 1m, 1m2, 1m3 dài lắm. Đấy, 260.000 cho A7. Lên một mã tiếp theo là A8 này. A8 này của em 3 ngồng nụ các bác nhá. A8 này VIP này, 3 ngồng này. Đây. 1 ngồng này, 2 ngồng, 1 ngồng bên này này. Ngồng hơi nhỏ thôi nhưng mà rất là đẹp. Đấy, 3 ngồng nhá các bác nhá. 3 ngồng 300.000, A8 300.000. Lên mã A9 này. A9 thì em xả nhá. A9 đang có 1 ngồng nụ này. Đây. A9 này thì cây nó không sao đâu, nhưng mà nhìn nó không được bắt mắt bằng cây khác nên em để rẻ 200.000 các bác nhé. Chậu thì cũng rất là to. A10 là một chậu VIP này. A10 cây tròn xoe mít mịt mịt luôn, 3 ngồng nụ các bác nhé. A10 này về giá là 300.000. 300.000 cho A10. Lên tiếp tục A11. A11 này em cũng để rẻ cho các bác về giá là 200.000. 200.000 cho A11. Đấy, và A11 thì nó cũng đang có một ngồng nụ các bác nhé. Đang có một ngồng nụ đây này. Đấy, 200.000. A11 200.000. Và cuối cùng đây. Cuối cùng là mã số A12. Em chia sẻ với giá là 220.000 các bác nhé. Cũng đang có một ngồng nụ, 220.000. Hoàng hậu hoa xanh. Tiếp đến thì em mời các bác ngắm cái cây địa lan thanh ngọc các bác nhé. Thanh ngọc thì hoa của nó rất là đẹp và rất là thơm. Nếu mà nói đến lan thì cây thanh ngọc là một cái cây địa lan được các bác chơi rất là thích. Đặc biệt là các bác thích chơi cái dòng địa lan cổ truyền các bác nhé. Địa lan thanh ngọc nhà em có cả thanh ngọc lá biên nữa. Nhưng mà hiện tại hôm nay video thì em chưa mang cây xuống, em để trên giàn. Bác nào có nhu cầu lấy lá biên thì có thể báo cho em biết. Thanh ngọc lá biên thì nó sẽ giá cao hơn một chút các bác nhé. Đấy, hiện tại là em đang có những cái cây thanh ngọc giống xưa, bản lá to các bác nhé. Những cái cây thanh ngọc mà các bác chơi lan các bác rất là thích, bởi vì lá của nó rất là to, cây to và đẹp các bác nhé. Cây rất là to luôn ạ, bản lá to, dòng giống xưa thì lá nó rất là to. Bây giờ em lên chia sẻ chậu đầu tiên. Em mời các bác ngắm nụ này. Thanh ngọc năm nay chuẩn Tết các bác. Đây, chậu này là A13 với giá là 400.000. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn nhé. A13, 400.000. Tán tròn đều, cây to cao, đẹp trai các bác nhá. Tiếp đến một chậu siêu VIP của nhà em. Hôm nay em có hai chậu VIP nhất dàn nên mang xuống cho các bác này. A14, 500.000. Thật sự luôn là quá rẻ. Hôm nay là do là lâu lắm rồi không bán nên là hôm nay để rẻ, chứ còn chậu VIP vì VIP để bình thường không có giá 500.000 đâu các bác. Có hai chậu VIP nhá. Hai chậu VIP mỗi chậu 3 ngồng nụ. Đây ạ. Chủ yếu là 1-2 ngồng thôi. Đây. Ngồng năm nay là ngồng Tết rồi các bạn, 3 ngồng nhá, 3 ngồng. Chậu tiếp theo cũng thế, chậu A15 cũng thế, cũng 500.000, cũng 3 ngồng các bác nhá, đẹp lắm. Cây to cao đẹp, bản lá to luôn. Nói chung là những cái cây chậu này toàn những chậu đẹp thôi. Bác nào lấy thì báo em. Hôm nay hai chậu thanh ngọc này toàn chậu đẹp. Lá to lắm, rồng giống xưa lá to. Tiếp theo thì em lên mời các bác ngắm cái cây địa lan tiểu thúy. Tiểu thúy thì hoa rất là thơm các bác nhá. Hoa thơm lắm, nó thơm hơn thanh ngọc luôn. Cái này bác nào mà chơi rồi thì các bác biết là một cái loại lan dễ trồng, dễ ra hoa. Hoa thì nhiều, hoa đẹp, cần nhiều lắm. Chít 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 chít, nói chung là nhiều cần lắm, chả đếm được nữa, nhiều lắm các bác ơi. Tiểu thúy thì em mời các bác ngắm cái mặt hoa của cây tiểu thúy các bác nhá. Đây, hoa rất là đẹp, cần hoa rất là cao các bác ơi. Cần hoa cao và nó là một dòng điệu thoát cần các bác nhá. Hoa của nó rất là dày bông và thơm cực kỳ. Đây, em mời các bác ngắm bông tiểu thúy em chụp năm ngoái đây. Rất là đẹp các bác nhá. Đấy, tiểu thúy thì em chia sẻ là 250 cho một chậu. Một chậu thì nhiều nụ các bác nhá. Một chậu thì rất nhiều nụ, chả biết bao nhiêu nụ, nhưng chít chít chịt chịt nụ các bác thấy em quay được các bác thấy rồi gì. Đấy, 250 một chậu tiểu thúy cực kỳ đẹp, hoa cực kỳ thơm các bác nhá. Tiếp đến thì sẽ là những cái chậu địa lan. Đây em có hai cái chậu hương cát cát này. Hàng
hàng này là hàng 500.000, hàng VIP luôn. Nhưng mà chả thấy lụ các bác ạ, chưa thấy lụ. Em xả rẻ cho các bác nhá, để cho các bác với giá là 230.000 cho một chậu. To, vất vả. Về các bác tách ra làm nhiều chậu được. Hương cát cát, hoa thơm mà rất là đẹp, dễ trồng nhá. Hàng này các bác về một chậu các bác tách ra làm mấy chậu được, rất là to và rất là đẹp. Đấy còn hai chậu thôi, 220.000 một chậu. Bác nào lấy giúp em cả hai chậu này các bác 400.000 nốt nhá. Bán lỗ đấy. Thật sự là lỗ bởi vì là tự dưng không thấy nó có lụ gì cả. Chắc là hoa muộn rồi. Đại mạc cổ lá biên cả nhà. Đại mạc cổ lá biên cây rất là đẹp nhá. Bản lá to và có đường biên. Cây đang có nụ nhá cả nhà.